Xin kính chào tất cả quý vị. Chúng tôi xin được đại diện cho Ban chấp hành Cộng đồng Người Việt Quốc gia của Montreal và đại diện cho Ban tổ chức buổi hội luận ngày hôm nay kính gửi tới quý vị lời chào mừng nồng nhiệt và cảm tạ quý vị đã đáp lời mời của cộng đồng đến đây tham dự buổi hội luận ngày hôm nay. Xin kính mời quý vị đứng lên nghiêm chỉnh để làm lễ chào quốc kỳ. Lễ chào quốc kỳ bắt đầu. Một phút mặc niệm, chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh để bảo vệ sự tổ quốc và sự an vui của đồng bào. Hơi xấu vì có tuyết thì có thể rất nguy hiểm trong vấn đề đi đứng, nhưng mà vẫn đông đủ đảo như thế này. Chúng tôi thay mặt ban tổ chức xin cảm ơn tất cả quý vị đã lưu tâm đến tình hình đất nước của chúng ta. Chúng tôi xin cảm ơn anh Trương Công Hiếu, anh chị Trương Công Hiếu, anh chị Nguyễn Bá Long đã từ xa đến đây để giúp cho Montreal chúng ta có một cái sức lực, một cái tánh, một cái quyết tâm để mà đấu tranh cho đất nước. Với cái hà hơi tiếp sức của anh Nguyễn Bá Long đối với tập thể của chúng ta, chúng tôi cũng xin cảm ơn tất cả các anh chị em nghệ sĩ đã giúp cho cái chương trình hôm nay để cho cái không khí đấu tranh của chúng ta nó mạnh hơn nữa, nó phải lên nữa để chúng ta
dầu chúng ta không làm được gì, ít nhất chúng ta đã làm để cho những thế hệ trẻ mai sau của chúng ta nhìn theo đó để mà duy trì được cái tình trạng đấu tranh của chúng ta đối với sự cái cường, đối với sự xâm lăng bành trướng của Trung Cộng. Tôi trước đây là chủ tịch của cộng đồng người Việt quốc gia New York và cũng là chủ tịch của cộng đồng người Việt quốc gia tại Hoa Kỳ. Bây giờ là cố vấn của hai cái cộng đồng đó. Nó thật sự từ ngày phong trào ra mắt ở tại DC của tiến sĩ Nguyễn Võ Long, tôi cũng có những cái ưu tư, tôi cũng có những cái suy nghĩ, nhưng mà phải nói rằng cái điểm đầu tiên là cái nỗi vui mừng và sung sướng nhất. Tại vì quý vị biết tình hình ở trong nước càng ngày càng thấy bộ mặt rõ của Đảng Cộng sản và nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Trước đây 30 năm về trước, chúng ta đi tranh đấu, chúng ta chỉ bò đường mà đi chứ không thấy ánh sáng. Bây giờ ở hải ngoại này chúng ta biết tất cả những cái diễn tiến từng phút từng giây Đảng Cộng sản làm cái gì. Bởi thế con đường chúng ta cùng đi chỉ có một hướng, nhưng mỗi người mỗi đoàn thể đi một ngã. Nhưng mà cái đau khổ của người Việt hải ngoại của chúng ta là quá chia rẽ. Đó là cái điều mà đau buồn nhất, đó là cái điều mà đau khổ nhất mà nước mắt tôi đã cạn suốt hơn 30 mấy năm trời. Chống cộng thì ít, chống nhau thì nhiều. Cho nên cái điều tiến sĩ Nguyễn Văn Long ra đời cái phong trào Việt Hưng để nói lên cái tiếng nói chống Tàu, nhưng mà cũng phải chống Việt Cộng. Đảng Cộng sản Việt Nam bán nước dân biển cho Tàu Cộng. Bởi vậy chúng ta chống Tàu Cộng cũng phải chống Đảng Cộng sản Việt Nam. Bởi vậy tôi ủng hộ cái việc làm đầy ý nghĩa này. Việc làm mọi người cùng nhau đấu tranh để đem lại tự do, dân chủ cho hơn 90 triệu đồng bào đang nước. Họ đang khát vọng và chờ đợi cái sự hậu thuẫn của người Việt tại hải ngoại. Một lần nữa xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị. Chúng tôi xin mời quý vị thưởng thức bản nhạc Anh Là Ai do ca sĩ Tân Dân trình bày. Xin hỏi anh là ai? Sao bắt tôi làm điều gì sai? Xin hỏi anh là ai? Sao đánh tôi chẳng một chút nương tay? Xin hỏi anh là ai? Không cho tôi xuống đường để tỏ bày tình yêu quê hương này, dân tộc này đã quá nhiều đắng cay. Một tấc đất của tiền nhân để lại cũng không thể nào giao cho kẻ khác được. Đó là nhiệm vụ của tất cả những con dân Việt Nam. Kính thưa quý vị, mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây sẽ được trình bày của quý vị qua giọng ca của anh Ngọc Anh và chị Hằng. Chúng con vẫn còn đây. Mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây. Những đứa con bầu nhiệt huyết dâng đây, mang dòng họ của Lê Lý Nguyên Trân. Kính thưa quý vị, đến tham dự và hội thảo với chúng ta ngày hôm nay có tiến sĩ Trương Công Hiếu, là nhân vật đã sát cánh cùng với tiến sĩ Nguyễn Võ Long để phổ biến phong trào Việt Hưng. Chúng tôi xin phép quý vị để được sơ lược vài nét về tiểu sử của tiến sĩ Trương Công Hiếu. Ông là cựu học sinh trường dân Jacques Rousseau Việt Nam Sài Gòn, đậu tú tài ban toán năm 1959. Ông sang Hoa Kỳ du học ngành kỹ thuật tại trường đại học ở nước Úc. Ông tốt nghiệp thủ khoa bằng kỹ sư hóa học. Cũng tại trường đại học ở nước Úc, ông lấy bằng master kỹ sư hóa học. Năm 1964,
Ông trở về Việt Nam dạy học, rồi làm hiệu trưởng trường cao đẳng hóa học và trường cán sự hóa học. Năm 1967, ông trở lại Hoa Kỳ để lấy bằng tiến sĩ kỹ sư vào năm 1971. Năm 1971, ông rời Mỹ sang định cư tại Canada và đảm trách chức vụ kỹ sư cho nhiều công ty lớn, như là giám đốc sản xuất cho công ty Group Victoria Vin, là một trong những công ty có tầm mức quốc gia và lớn ở Canada. Ông là giám đốc sản xuất của công ty Bombardier, tức là công ty sản xuất những máy bay cũng như những xe lửa. Năm 1978, ông làm việc cho công ty đúc tiền kim loại của Hoàng gia Canada. Năm 1980 thì ông được bổ nhiệm làm giám đốc kỹ thuật của công ty đúc tiền kim loại Hoàng gia Canada. Năm 2006, ông đảm nhận chức vụ tổng giám đốc kỹ thuật ban khảo cứu của công ty đúc tiền Hoàng gia Canada. Trong cuốn sách lịch sử 100 năm của nhà máy đúc tiền Hoàng gia Canada, tiến sĩ Trương Công Hiếu đã được ghi nhận là người đầu tiên trên thế giới đã thay đổi hệ thống đúc tiền bằng những kỹ thuật dùng kim loại và thép để làm cho đồng tiền mỏng hơn, nhẹ hơn và không bị rỉ sét. Để tôn vinh và ghi nhớ những công trạng của tiến sĩ Trương Công Hiếu, Sở Đúc Tiền Hoàng gia Canada đã cho xây dựng một trung tâm khảo cứu xuất sắc và hiện đại với ngân sách là 10 triệu đô la tại Winnipeg, và đặt tên cho cơ sở khảo cứu về kỹ thuật đúc tiền này là Trung tâm Khảo cứu Xuất sắc Tiến sĩ Trương Công Hiếu. Một điều đáng chú ý, tiến sĩ Trương Công Hiếu đã tham gia và ủng hộ cái chương trình hoạt động của cộng đồng người Việt Nam tại Canada. Ông là cố vấn cho các tổ chức thể thao người Việt tại Bắc Mỹ lần thứ 9, được tổ chức tại Ottawa năm 1981. Ông là ủy viên Ủy ban lập đền thờ đền kỷ niệm của Liên hội Người Việt Quốc gia Canada. Ông là ủy trong có tên trong Ủy ban xây dựng Trung tâm Văn Lang với ngân sách cho chính phủ Ontario tài trợ. Trung tâm Văn Lang là một trung tâm gồm 80 căn hộ cho những người già và những gia đình Việt Nam có lợi tức thấp. Ông cũng cộng tác với Hội Phật giáo để xây dựng chùa Từ Ân ở Ottawa. Hiện nay ông đang giúp cho tiến sĩ Nguyễn Văn Long để thành lập phong trào Việt Hưng với mục đích là kêu gọi và ủng hộ tham gia của tất cả mọi người Việt Nam yêu nước để cùng nhau chung sức đuổi tàu cứu nước. Và kính thưa quý vị, chúng tôi xin quý vị một tràng pháo tay cho tiến sĩ Trương Công Hiếu. Chúng tôi rất được hân hạnh đến hôm nay để giới thiệu cùng quý vị ông Nguyễn Võ Long. Dạ, ông Nguyễn Võ Long, người sáng lập phong trào Việt Hưng. Chúng tôi xin tóm tắt sơ lược tiểu sử của ông Long. Ông Long thành công rất nhiều, nhưng mà chúng tôi đang cố gắng để cố gắng lại cái chương trình. Ông Nguyễn Võ Long là một doanh nhân ngành kỹ thuật và quản trị tin học. Ông Nguyễn Võ Long tốt nghiệp ngành vật lý tại trường Đại học North Carolina, và sau đó ông lấy bằng thạc sĩ ở Đại học Virginia, và sau cùng ông đậu tiến sĩ ngành khoa học kỹ thuật vi tính tại Đại học Iowa State University. Trước thành lập công ty Pragmatics, tiến sĩ là giáo sư tại Đại học Georgetown, Đại học Indiana và Đại học Purdue ở bên Mỹ. Và sau đó, ông tiến sĩ Nguyễn Võ Long ra thành lập công ty quản lý và điều hành Pragmatics. Đến ngày nay, công ty đó ở thành phố Reston tại tiểu bang Virginia. Thành lập năm 1985, Pragmatics từng cung cấp những giải pháp
tăng tiến và đặc trưng cho các cơ quan dân sự và quốc phòng thuộc chính phủ liên bang Mỹ. Công ty của ông đã làm việc cho Bộ An ninh Quốc gia Hoa Kỳ, Bộ Thương mại Hoa Kỳ, Bộ Tài chính, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Lao động của Hoa Kỳ, và ông cũng làm luôn cho những bộ phận lớn của chính phủ Mỹ như là Bộ Lục quân của Hải quân và Không quân của quân đội Hoa Kỳ. Qua nhiều năm làm việc, Pragmatics đã hoàn tất hơn 1.000 công trình cho trên 100 khách hàng của công ty ở bên Mỹ. Và công ty của ông được sắp hàng hàng năm, hàng level 5 do Carnegie Mellon University, là cái loại sắp hàng cao nhất trên thế giới, trong rất ít công ty được đến cái mục tiêu này. Ông cũng là thành viên của ủy ban điều hành, gọi là Board of Directors tại Đại học George Mason từ năm 2021 đến 2008. Ông bà Nguyễn Võ Long rất nhiều việc thiện, như thành lập những quỹ cứu trợ cho nạn nhân nhiều thảm họa như biến cố 9/11, động đất ở Nepal, bão lụt ở Philippines, bão ở Oklahoma, động đất và sông Thần ở Nhật Bản, bão Sandy, bão Haiti và nhiều bão khác ở bên Mỹ. Ông bà tiến sĩ Nguyễn Võ Long cũng đã đóng góp rất nhiều cho các quỹ tương trợ thương binh, cựu quân nhân và gia đình của họ tại Hoa Kỳ. Đối với cộng đồng Việt Nam tại Mỹ, ông bà Nguyễn Võ Long đã giúp bảo trợ di sản người Mỹ gốc Việt của Viện Smithsonian. Ông cũng bảo trợ những người khuyến tật Việt Nam để cung cấp chân tay giả và xe lăn cho các thương binh ở Việt Nam. Và ông bà cũng đã tài trợ giúp rất nhiều hội hướng đạo ở Việt Nam, ở Mỹ, hội ái hữu sinh viên Việt Nam. Đồng thời, ông bà Nguyễn Võ Long cũng đã giúp nhiều người ở Việt Nam như cấp học bổng cho sinh viên trường Đại học Khoa học thành phố Sài Gòn, hỗ trợ bệnh viện ở Đà Nẵng và phụ cấp tài chính cho những người mèo nghèo của gia đình tại bệnh viện Huế, giúp bệnh nhân nghèo giải phẫu tại bệnh viện Cần Thơ, xây trường mẫu giáo cho hơn 150 trẻ em, cấp khoảng 100 học bổng trong 20 năm vừa qua cho sinh viên ở Việt Nam. Ông bà Nguyễn Võ Long cũng đã thành lập quỹ học bổng tại Đại học George Mason University ở Virginia. Năm 2007, thì như là việc tán khen ông bà Nguyễn Võ Long, ông thành lập phân khoa kỹ sư tinh học tại Đại học Iowa State, lấy tên song thân là ông Nguyễn Văn Lành và bà Nguyễn Thị Oanh của ông để kỷ niệm công ơn sinh thành dưỡng dục. Cái đó là một việc đáng khen của ông bà Nguyễn Võ Long. Cái đó nằm ở trong văn hóa cũng như là phong tục của người Việt Nam chúng ta. Tôi rất là hãnh diện rồi khi ông bà Võ Long làm việc đó. Năm 2009, ông bà Nguyễn Võ Long tặng $5 triệu cho trường kỹ sư và quản lý tin học tại Đại học George Mason University ở Virginia. Và trường đã vinh danh bằng cách dùng tên ông bà Nguyễn Võ Long cho tòa nhà kỹ sư mới xây dựng của trường này. Ông Nguyễn Võ Long thành đạt rất nhiều, ông có rất nhiều huy chương. Bây giờ nếu như tôi ở đây đọc chắc là có hơi dài một chút, thành ra chúng tôi xin chỉ tóm tắt là ông được rất nhiều vinh danh của các hiệp hội ở bên Mỹ để nói là ông thành công trong và giúp đỡ rất nhiều những cái hiệp hội đó. Trước
quả của Tàu Cộng đang âm mưu chiến đoạt lần lượt đất nước Việt Nam. Chúng ta không đếm được bao nhiêu tổ chức lên tiếng kêu gọi thế giới đứng lên vạch trần giả tâm của Tàu Cộng, đau lòng và lo âu cho quốc nạn của đất nước Việt Nam. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Long đã sáng lập phong trào Việt Hưng với chủ đề là đuổi tàu của nước, mong rằng đưa vấn đề này lên diễn đàn của cộng đồng Việt Nam trên thế giới cũng như ở Việt Nam, đặt ra vấn đề để chúng ta biết là rất là nguy cơ, chúng ta phải hợp sức để cứu nước. Chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu tiến sĩ giáo sư Nguyễn Gió Long. Tôi xin cảm ơn bác sĩ Hà Ngọc, chủ tịch cộng đồng người Việt quốc gia Montreal đã giúp cho chúng tôi tổ chức buổi hội thảo này. Tôi cũng xin xin cảm ơn rất nhiều người. Cuối cùng tôi sẽ kể thêm vài người nữa. Kính thưa quý vị đồng bào, kính thưa quý vị đồng tâm, các cháu trẻ thân mến, tôi xin cảm ơn tất cả quý vị đã đến đây hôm nay dự buổi trình bày của tôi về hai đề tài. Buổi nói chuyện của tôi sẽ có hai đề tài. Cái buổi nói chuyện của tôi hôm nay sẽ gồm có hai phần. Phần thứ nhất là Tàu Cộng xâm chiếm nước Việt Nam của chúng ta. Phần thứ nhì quan trọng hơn, bao gồm xa hơn, là hiểm họa Tàu Cộng ở trên thế giới. Phần thứ một là hiểm họa bắt thuộc ở nước Việt Nam. Tôi xin tóm tắt cái buổi nói chuyện của tôi ngày 16 tháng 9 ở George Mason University. Nếu quý vị muốn biết thêm chi tiết đầy đủ hơn thì xin quý vị lên cái website của Việt Hưng. Website này có thêm đầy đủ chi tiết và có thêm vài video của những buổi nói chuyện khác của tôi. Như bác sĩ Ngọc đã nói, năm 1990, Tàu Cộng và Việt Cộng đã ký một hiệp ước ở một thành phố bên Tàu, thành phố Thành Đô. Theo hiệp ước đó, Tàu Cộng sẽ lần lần chiếm nước Việt Nam của chúng ta, để rồi nước Việt Nam sẽ trở thành một tỉnh nhỏ của Tàu Cộng, và Tàu Cộng sẽ gửi thái thú tới Việt Nam để cai trị Việt Nam như chúng ta làm mấy ngàn năm trước đây. Khi tôi về Việt Nam, tôi có xin nói chuyện rất nhiều người. Tôi nói chuyện với những tài xế taxi, nhân viên nhà hàng, nhân viên khách sạn, bạn bè, bà con. Và đôi khi tôi gặp những đồng bào ngoài đường, tôi cũng nói chuyện, ăn hỏi họ nữa. Tất cả người tôi nói chuyện tới, họ đều thấy Tàu Cộng đã xâm chiếm nước Việt Nam. Nhưng tất cả mọi người đều nói họ cô thân không thể nào làm gì được. Khi tôi đi thăm Nha Trang, Đà Nẵng, Huế, tôi đã thấy rất nhiều người Tàu. So với 4 năm trước đó, tôi ít thấy người Tàu. Nhưng vừa rồi tháng 3 năm 2017, tôi thấy rất nhiều người Tàu. Họ đi ngang ngoài phố, có thái độ rất là khó chịu. Họ làm như họ đã là sở hữu chủ của nước mình. Hiện nay, tình thế ở Việt Nam như sau. Đây là những chỗ mà chúng đã xâm chiếm nước mình. Trước sự kiện đó, tôi không thể nào đứng mà nhìn yên Tàu Cộng xâm chiếm nước của chúng ta. Đối với tôi,
không một người nào, giống như vua Trần Nhân Tông đã nói, không một người nào có quyền nhượng một tấc đất, hoặc bán một tấc đất của nước Việt Nam cho ngoại bang. Thành ra chúng ta phải hỗ trợ cho người Việt Nam ở trong nước đuổi Tàu, cứu nước. Cuộc đấu tranh này nó sẽ kéo dài. Tại sao nó sẽ kéo dài? Tại vì Tàu Cộng đời nay rất là mạnh, chúng rất độc ác, chúng nó đã nắm chặt trong tay Đảng Cộng sản Việt Nam. Khi Đảng Cộng sản Việt Nam ký hiệp ước Thành Đô là chúng nó đã bán nước Việt Nam cho Tàu Cộng, hổ thẹn thai cho Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong lịch sử oai hùng của chúng ta, người Việt Nam không bao giờ hèn nhát như vậy. Ngày nay Đảng Cộng sản Việt Nam đã mất lòng dân, không còn uy tín nào với dân nữa. Mà chúng ta đã biết còn dân là còn tất cả, mất dân là mất cả. Thành ra khi chúng ta đuổi Tàu, chúng ta biết là Tàu Cộng và Việt Cộng đều là cá mè một lưới, chúng nó cùng với nhau. Khi chúng ta đuổi Tàu thì Đảng Cộng sản Việt Nam cũng tiêu luôn cùng một lúc, chúng ta đập cả hai bên cùng một lúc. Cuộc đấu tranh của dân tộc Việt Nam sẽ cần sự hy sinh của nhiều chục triệu người Việt Nam tại Việt Nam và ở hải ngoại rất lâu dài. Vì tôi đã nói là Tàu Cộng rất mạnh và rất hiểm ác. Tôi xin giới thiệu với quý vị hai bài ca dao của Việt Nam. Bài đầu tiên là đường không có vì ngăn sông cách núi, nhưng khó vì lòng người nghẹn núi e sông. Câu ca dao đó rất hợp với thời nay, tại vì cuộc đấu tranh của chúng ta sẽ lâu dài. Câu ca dao Việt Nam thứ hai mà tôi xin giới thiệu với quý vị là: cái nhà là nhà của ta, không khó ông cha lập ra, cháu con phải vì giữ lấy, muôn năm cho nước non nhà. Vì thế chúng ta cần phải cương quyết đuổi Tàu cứu nước. Đối với tôi, bất cứ một người nào chỉ có một giọt máu Việt Nam trong quyết hoãn, có bổn phận phải đuổi Tàu cứu nước. Cuộc chiến đấu này rất lâu dài, sẽ có thể kéo dài 10 năm, 20 năm, 50 năm. Tại vì Tàu Cộng bây giờ rất mạnh, nhưng chúng ta không có nên sờn lòng. Chúng ta nhất quyết đấu tranh, chúng ta phải theo gương tổ tiên của chúng ta, chúng ta phải theo gương hai bà Trưng, bà Triệu, Lý Bôn, Mai Thúc Loan, Phùng Hưng, Lê Lợi, Trần Hưng Đạo, Quang Trung, vân vân. Các vị tổ tiên của chúng ta đã hy sinh cho chúng ta được có ngày nay, được có lịch sử của Việt Nam, văn hóa Việt Nam. Như tôi đã nói, cái cuộc đấu tranh này sẽ lâu dài, nhưng tôi chắc chắn rằng người Việt Nam, dân Việt Nam, anh hùng của ta sẽ thắng trận vẻ vang như chúng ta đã làm hơn 10 lần trong lịch sử của chúng ta. Như quý vị đã biết, ông Trần Hưng Đạo đã đuổi quân Mông Cổ
ba lần. Khi đó, quân Mông Cổ bắt chiến bắt thắng, chưa từng thua một trận nào. Họ đã chiếm phân nửa Hậu Châu và gần như hầu hết Á Châu, nhưng họ đã thảm bại ba lần khi qua Việt Nam. Chúng ta cũng nhất quyết đuổi Tàu như ông Trần Hưng Đạo. Chúng ta theo gương của vua Quang Trung. Vua Quang Trung đã nói: đánh cho chúng đen răng, đánh cho chúng tóc dài, đánh cho chúng biết phương Nam ta anh hùng có chủ. Tiện đây tôi cũng xin tiếp tục anh Ngọc đã giới thiệu cuốn sách này. Cuốn sách này tựa đề là Open Letters to the Young Vietnamese Overseas. Cuốn sách này được viết bởi học giả Vĩnh Đào. Ông Vĩnh Đào là bạn học trung học của tôi ở Việt Nam, cũng như là ông Hiếu cũng học cùng trung học với nhiều quý vị ở đây nữa, cũng học chung một trường trung học ở Việt Nam. Ông Vĩnh Đào về hưu ở bên Pháp, nhưng sau khi về hưu, ông vẫn làm nhiều việc rất có ý nghĩa. Chẳng hạn mỗi năm ông về Việt Nam 2 lần để xây cất nhà cho người nghèo ở Việt Nam. Người nghèo này ở tận nhà quê, đồng quê, chứ không phải người nghèo ở những thành phố lớn. Người nghèo ở những thành phố lớn đã nghèo rồi, nhưng mà những người nghèo ở vùng quê càng nghèo hơn nữa. Tiếng Việt Nam mình kêu là ngoài nghèo mặt đất đó, rất là nghèo. Rồi tôi thấy những cái hình trước khi mà họ có nhà và sau khi họ có nhà thấy khác hẳn xa. Như mình cho họ một đời mới như vậy. Đó là việc làm. Ngoài việc đó, ông Vĩnh Đào này viết nhiều sách có ý nghĩa. Sách này được viết bằng tiếng Pháp, rồi có 2 người ở Hoa Kỳ dịch ra bằng tiếng Mỹ ở đây, mới xuất bản bản sao tiếng Anh, tiếng Mỹ cách đây 6 tháng. Tôi xin nói một vài chương của chính sách của cuốn sách này. Một chương kêu là The Long Chinese Night. Đó là chương nói về những bắt tuộc ở nước Việt Nam. Chúng ta biết người Tàu chiếm nước Việt Nam hơn 1.000 năm, có lúc 500 năm, có lúc 300 năm, có lúc 200 năm. Nhưng trong khoảng thời gian đó, chúng ta, Hai Bà Trưng, Bà Triệu, vân vân đều đuổi Tàu được. Và cuốn sách này cũng có nói về chữ nôm của ta. Tôi xin nói sơ 2 chuyện thôi. Chuyện thứ nhất là tiếng nói của chúng ta. Ngay bây giờ tôi nói tiếng Việt với quý vị. Chúng ta người Việt Nam đã nói với tiếng này 4.000 năm. Khi người Tàu chiếm nước ta hơn 1.000 năm, họ đã bắt người Việt mình học tiếng Tàu, nói tiếng Tàu, viết tiếng Tàu. Nếu mình nói tiếng Việt Nam, họ sẽ phạt mình, họ bỏ mình, bỏ tù mình. Nhưng mà sau 1.000 năm bắt tuộc, chúng ta vẫn nói tiếng Việt Nam. Cho đến đây này, chúng ta đã nói tiếng Việt Nam 4.000 năm. Nếu chúng ta so sánh đó với tiếng nói của nước Pháp. Nước Pháp thời xưa, họ gọi là La Gaule. Và cái tiếng nói của họ khi đó gọi là Le Gaulois. Người La Mã chiếm nước Pháp, chiếm nước La Gaule thế kỷ thứ 2 trước Thiên Chúa. Người La Mã chiếm nước La Gaule 500 năm, nhưng chỉ sau 300 năm tiếng Le Gaulois mất tích luôn. Ngày nay không ai biết nói tiếng Le Gaulois. Ngày nay không có còn tiếng Gaulois nữa. Đó là chỉ sau 300 năm. Tàu cộng chiếm ta 1.000 năm hơn mà ta vẫn nói được tiếng Việt.
Kế đó, chúng ta nói tiếng Việt 3.500 năm nhưng không có tiếng chữ viết. Thành ra, sau một vài trăm năm thoát khỏi đô hộ của ta, chúng ta có một vị vua rất anh minh. Vị vua đó biết chúng ta cần phải có chữ viết của tiếng Việt. Khi đó ông vua chỉ biết những chữ Hán mà thôi, những chữ Tàu mà thôi. Thành ra ông đó làm một việc rất là thần đồng. Ông ghép những tiếng Tàu để đặt trong thứ tiếng gọi là chữ Nôm của ta. Rồi ông dạy cho dân ta viết chữ Nôm, nói chữ Nôm, học chữ Nôm. Nhờ đó mà văn hóa của chúng ta được phong phú. Nhờ đó mà chúng ta có được những trường tác phẩm như Trường Kiều, như Chinh Phụ Ngâm Khúc, Chinh Phụ Ngâm Khúc. Tất cả tác phẩm đó đã tồn tại cho đến ngày nay, đã được 500 năm, 600 năm. So sánh với những trường tác của Shakespeare, những trường tác của Shakespeare chỉ được có 300 năm thôi. Thành ra, văn hóa của chúng ta chúng rất phong phú và chúng ta đã có lịch sử một nền văn hiến 4.000 năm rồi. Đây là một vài cái hình ảnh mà Tàu Cộng đã chiếm chỗ chúng ta gọi là Biển Đông, nhưng chúng nó gọi là South China Sea. Chúng ta đã đoạt hết cái Biển Đông đó là của nó. Nước Tàu trong nước không có theo rule of law, ngoài nước không theo luật pháp quốc tế, hệ tòa án quốc tế xử chừng nào mà không đúng họ là không, họ không nhận những tòa án quốc tế. Thành ra họ đòi bất phần lớn của Biển Đông này, và trong cái Biển Đông đó họ đã bồi đắp cát vào những đảo để củng cố quân sự của họ. Đây là một đảo trước và sau khi họ bồi cát ở vùng Biển Đông. Đây là một đảo cát mà họ có phi đạo cho phi cơ quân sự của họ. Cái nhục của Cộng sản Việt Nam nữa là cát này nữa, phần lớn là họ đào ở biển của Việt Nam ta. Rồi họ đem đó họ bồi thêm vô những đảo này. Phần 2 của đề tài của tôi hôm nay là Tàu Cộng, hiểm họa Tàu Cộng trên thế giới. Đây chỉ là vài thủ đoạn của Tàu Cộng. Thứ nhất là thương mại bất chánh. Cách đây lúc 3 tháng, Tàu Cộng sản xuất xe đạp điện thẳng dư. Thành ra họ làm gì? Khi mà họ có thẳng dư mới phạt sản phẩm của họ, họ xuất cảng ra những nước khác. Xe đạp điện ở Tàu Cộng họ xuất cảng ra họ bán ở Âu Châu dưới giá sản xuất chỉ bằng 1/3 của giá của những xe đạp điện làm ở Âu Châu. Tính tại như vậy, 3 tháng trước EU, European Union truy tố họ ra tòa quốc tế về cái này. Ô nhiễm môi trường bằng những chất độc. Một thí dụ của này là vài năm trước, tất cả mấy cái này quý vị có thể lên Google, Wikipedia đều có hết, và nhiều hơn đây nữa. Mấy năm trước, có khoảng 350 trẻ em Panama bị chết khi các trẻ em đó uống thuốc ho. Rồi người ta truy tầm ra thuốc ho đó sản xuất từ một tỉnh ở Tàu. Và thuốc ho đó có chất antifreeze cho các xe.
thuốc ho của trẻ con mà có chất antifreeze thường đã có hơn có khoảng 350 người trẻ con ở Panama mất những cái đó. Rồi có nhiều thí dụ khác, cũng nhiều nước, nhiều người ở nhiều nước khác như là Jordani, Ai Cập cũng bị. Cũng bị chết về chất độc từ tạo cầu mà ra. Cái thứ tư này là cái sở hữu trí tuệ. Một thí dụ của đó là tàu cộng mấy năm trước Mark Goodgun phải đi qua tàu lập văn phòng kỹ thuật nơi đó để cho người tàu ăn cắp. Thành ra tại vì lý do đó bây giờ cái hãng tàu tương đương với Goodgun đã có được 70% thị trường ở tàu về cái đó. Nếu mà tàu không có ăn cắp IP là sở hữu trí tuệ của Goodgun, họ không thể nào làm được vậy cả. Họ không những chỉ ăn cắp những cái đó, họ ăn cắp luôn về những mật tin tức mật, tài liệu mật về quân sự, về kinh tế, về chính trị, bất cứ cái nào ăn cắp được là họ ăn cắp. Vài năm trước, nước Mỹ bắt được hai người Tàu, một người Tàu từ Tàu cất từ nước Tàu, một người Tàu ở nước Mỹ đi ra mấy cái đồng quê ở Iowa có trồng bắp và có những cái phương pháp trồng bắp hay hơn. Hai người đó tới đó ăn cắp đã bị bắt tại trận. Đây thêm một vài thí dụ mà Tàu Cộng đã mưu mô lũng đoạn thế giới. Có một cuốn sách mà tôi xin giới thiệu với quý vị. Cuốn sách đó là Death by China, tác giả là ông Peter Navarro. Ông đó nói kể rõ những tất cả những thủ đoạn, những âm mưu nào mà Tàu đã phá, đã để tiêu diệt những kỹ nghệ căn bản của nước Mỹ, của Gia Na Đại, của Âu Châu và của nước khác, kể luôn Việt Nam nữa. Và ông đó có nói một câu là nước Tàu là nước duy nhất trên thế giới đang sửa soạn để giết nước Mỹ. Cuốn sách thứ nhì là cuốn sách 100 Year Marathon. Marathon là cuộc đua đường xa, một cuộc đua đường xa 100 năm. Họ cho biết là sau 100 năm họ sẽ thế nước Mỹ là cường quốc thế giới thứ một thế giới. 100 year đó là vì họ kể từ khi Mao Trạch Đông lên chiếm Bình Thành là năm 1949 cho tới năm 2049 là sắp sửa đến, họ sẽ trở thành cường quốc số một trên thế giới. Tháng 10 vừa qua, khi ông Tập Cận Bình nói trên quốc hội thứ 19 của Tàu Cộng, ông cũng đề cập tới đó. Ông nói chỉ cần một vài chục năm nữa, nước Tàu sẽ là đế quốc số một. Ở Gia Na Đại, như chúng ta đã biết, Tàu Cộng đã mua rất là nhiều cơ sở thương mại, đất đai ở Gia Na Đại. Và mới đây, trong tờ báo Epoch xuất bản ở Gia Na Đại, có một bài báo nói là người Gia Na Đại rất chống việc chính phủ Gia Na Đại đang thương lượng Free Trade Agreement với Tàu Cộng. Tại vì họ biết rõ những nguồn lượng của Tàu Cộng, ký những cái đó, cái nào lợi cho Tàu Cộng sẽ dùng, cái nào không lợi cho họ, họ sẽ không dùng. Và họ sẽ có rất đủ lý do, thứ cớ để mà không áp dụng những thỏa hiệp.
Và đây là một vài thí dụ mà họ đã mua những cơ sở ở Giang Nam Đại, trưng cầu dân ý. Điện Nano ở Giang Nam Đại, trưng cầu dân ý ở Giang Nam Đại, thì có 75% người Giang Nam Đại không đồng ý với chính phủ Giang Nam Đại để tạo cộng mua đất đai và công ty ở Giang Nam Đại. Đây là một mưu đồ khác của Tàu Cộng. Mưu đồ này họ đặt tên là OBOR. OB là One Bend, bend là dòng đai. OR là One Road. Thành ra họ gọi cái này là OBOR. Họ dựa vào cái đường tơ lụa thời xưa để mà giao thương giữa Tàu và Âu Châu. Cái đường đó đi từ Vũng Tàu trên đất liền đã tới tận Âu Châu. Đời nay họ thêm một đường khác, cái đường đó, cái đường đó đi phía dưới ra biển qua Phi Châu và đến với là Âu Châu. Thành ra hai đường nhập lại là gồm là một vòng đai, một bend, one road. Họ nói về cái đường tơ lụa tới xưa. Cái OBOR này bao gồm 65 nước trên thế giới, gồm 40% GDP của các nước trên thế giới. Và mưu lược này sẽ làm cho Tàu Cộng mạnh hơn cái đô hộ những cái nước trên đó. Đây là một âm mưu trên đường đô hộ thế giới của Tàu Cộng. Cái mưu lược này họ đã để ra 125 tỷ đô la. Trong 125 tỷ đó, họ đã bắt đầu một đường xe lửa từ Tàu xuống Miến Điện Thái Lan và sẽ đến tới Singapore. Và họ cũng đã để tiền trong số 125 tỷ đó để mua chuộc hối lộ, để hối lộ các chính quyền ở các nước Phi Châu, các nước Phi và các nước Nam Mỹ để cho họ được cái này. Đây là vài hình ảnh mà dân của nhiều nước trên thế giới chống Tàu Cộng. Đây có lẽ là lá mái Á với hình của ông Tập Cận Bình. Đây có vẻ trên Turkey, Thổ Nhĩ Kỳ. Đây là ưng Phi Lục Tấn. Cái này đối với người Trung Đông, một khi mà họ dẫm chân trên cái cờ đó là họ sẽ mặc sát dữ lắm. Không có cái nào mà mặc sát hơn nữa. Ở Thổ Nhĩ Kỳ. Đây là hình ảnh người Tàu ở Phi Châu dạy tiếng Tàu cho dân Phi Châu. Tháng vừa qua, khi có đại hội thứ 19 ở Tàu Cộng, ông Tập Cận Bình nói chuyện hơn 3 tiếng đồng hồ. Tôi đọc những bài báo nói về những cái sự việc ông đã nói trong cái diễn văn của ông. Tôi đọc chừng nào tôi càng mừng cho dân Việt Nam chừng đó. Tại vì ông này á, ông tỏ ra ông có tư tưởng rất là phong kiến. Hiện giờ ông bắt toàn thể nước Tàu, từ học sinh, sinh viên, giáo sư đại học, tất cả đều phải học tư tưởng của ông. Ông làm như là tư tưởng của ông là nước số 1 trên thế giới. Cái đó là tư tưởng phong kiến. Ông muốn nhồi sọ dân Tàu và những người giỏi của người Tàu đó, những người khoa học gia
toán học gia, những người mà có thể làm tăng cho kinh tế nước Tàu bằng innovation, ingenuity, vân vân. Những người đó không có để cho ai nhồi sọ hết. Và những người đó muốn có được tư tưởng phóng khoáng tự do để trao đổi ý kiến với nhau, và những người đó sẽ không giúp cho Tàu được. Cái tư tưởng phong kiến này đó, là giống như tư tưởng phong kiến ở Âu Châu. Nhiều năm phong kiến, chế độ phong kiến ở Tây Âu Châu đã làm đình trệ sự tiến bộ của Tây Âu Châu vài trăm năm cho tới Renaissance. Và không những như vậy, cái ông này khi mà ông nói đọc diễn văn ở cái đại hội thứ 19 đó, ông để ông lên trên hết. Kế đó là Đảng Cộng sản Tàu, kế đó quân đội Tàu, kế đó nhân dân Tàu, là cuối cùng cho hết đó là cả thế giới luôn. Ông là một thân điên của ông, là một như tiếng Mỹ nói Migo Lamanya. Ông không có biết trong lịch sử Tàu đã có những người như vậy. Thành ra tôi chắc chắn rằng ông đó sẽ thất bại, chỉ là vấn đề thời gian thôi. Tại vì tư tưởng phong kiến đó mà ông sẽ thất bại sớm hơn là chúng ta nghĩ. Thành ra đối với dân tộc Việt Nam, cuộc đấu tranh sẽ ngắn hơn là nhờ ông đó. Ông đó không có học lịch sử của Tàu nữa. Trong lịch sử của Tàu đã có những ông vua cũng có quyền hành chỉ trên ông vua, với một số ít trong triều đình của ông vua đó. Họ không có lo vì cho dân Tàu, cho dân Tàu. Thành ra dân Tàu đã nổi loạn lên, đã phá những vị vua đó. Đó trong lịch sử Tàu. Rồi ông này, ông điên cuồng này cũng không có học lịch sử của thế giới. Trong Thế chiến thứ 2 vừa rồi, nước Nhật cũng muốn làm như vậy, và nước Nhật đã thất bại. Và khi nước Nhật thất bại, dân Nhật bị đau khổ với hai quả bom nguyên tử. Cùng một lúc, ông Hitler ở nước Đức cũng muốn thôn tính thế giới, và ông đó cũng thất bại. Và khi ông đó thất bại, dân Đức cũng bị đau khổ. Và nếu ta đi xa hơn một chút là thời ông Nã Phá Luân. Ông Nã Phá Luân cũng là một điên cuồng megalomania, đòi thống chế Âu Châu trên thế giới, và ông đó cũng thất bại. Và khi ông đó thất bại, dân Pháp lúc đó cũng bị đau khổ. Thành ra ông điên cuồng này, Tập Cận Bình, cũng sẽ thất bại. Và khi ông thất bại, dân Tàu cũng sẽ bị đau khổ. Thành ra khi mà tôi đi nói chuyện ở nước khác, ở những chỗ khác, luôn luôn tôi sẽ nói mình không có chống người Tàu, mình chống Tàu Cộng. Và tôi sẽ nhắc nhở họ về mấy cái chứng cứ lịch sử đó cho họ biết là họ sẽ bị đau khổ vì sự thất bại của Tập Cận Bình. Và tôi hy vọng là tôi sẽ có thể lôi cuốn một số người Tàu biết rõ cái đó, để họ giúp cho Việt Nam chống lại Tàu Cộng, chống lại ông Tập Cận Bình. Sau đây là phần thảo luận. Tôi rất phấn khởi khi trong Internet được theo dõi phong trào Việt Hưng về chủ trương Tàu cứu nước, và cũng rất sung sướng mới được biết tin ngày hôm qua là có buổi hội này. Tôi rất đồng ý với tiến sĩ Nguyễn Hòa Long là cuộc đấu tranh chống tàu cứu nước phải đòi hỏi một thời gian rất dài, có thể hàng chục và có thể trăm năm ngàn năm chúng ta vẫn tiếp tục đấu tranh. Và với một sự hy sinh hàng triệu nhân mạng, chúng ta đồng ý. Nhưng mà sau buổi nói chuyện của tiến sĩ Nguyễn Hòa Long thì tôi chưa được thấy cái kế sách chống tàu như thế nào, cái đường lối chống tàu như thế nào, làm sao mà tổ chức và làm sao mà thực hiện chiến thuật chiến lược chống tàu. Ngày xưa Ngô Vương Quyền, Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn
đã có sẵn lực lượng trong tay chiến đấu được. Vua Quang Trung đã có sẵn lực lượng. Bây giờ chúng ta ngay ở trong nước, khi tập đoàn Việt Cộng là tay sai của Trung Cộng, mà quý vị chỉ nghĩ đến chống Tàu Cộng, chống cái con rắn nó cắn ra nhà, cái con voi nó dây mà tổ, mà quý vị không nghĩ đến trì tội cái thằng rước voi về dây mà tổ để nhiều cái con rắn, cái thằng rước cắn con rắn về về. Vậy thì chúng tôi xin là nghị vị diễn ra cho chúng tôi biết cái kế sách như thế nào và cái chiến thuật chiến lược, cái tổ chức như thế nào. Quãng đời chúng tôi còn lại rất ngắn, chúng tôi chỉ mong được thỏa mãn những cái thao thức của mình. Xin cảm ơn. Thứ nhất đó là như thế, tôi đã xin trình thưa cho quý vị là Tàu Cộng đã nắm chặt Cộng sản Việt Nam trong tay. Khi chúng ta đuổi Tàu được thì chúng ta cũng diệt luôn Cộng sản Việt Nam cục luôn. Chúng ta Cộng sản Việt Nam không thể nào tồn tại được. Cái chiến lược chiến thuật đó thì cái mục đích chính của chúng ta là hỗ trợ giúp cho những nhóm Việt, người Việt Nam ở trong nước Việt Nam đuổi Tàu của nước. Chúng ta hải ngoại chúng ta không thể nào trực tiếp được, chúng ta chỉ có thể hỗ trợ họ. Chúng ta sẽ hỗ trợ họ bằng rất nhiều cách. Trên cái website của Việt Hưng .org đó, tôi có liệt kê 10 hoạt động của đó. Tôi còn nhiều hoạt động khác với 10 hoạt động đó. Một vài hoạt động tôi có thể nói ra, một vài hoạt động tôi chưa thể nói ra. Nhưng một trong những hoạt động tôi có thể nói ra ngay bây giờ đó là tôi sẽ lập ra một think tank cho phong trào Việt Hưng. Tôi sẽ kể cái tình hình nước Hoa Kỳ, nhưng cái này sẽ áp dụng cho cả Gia Na Đại, cho những nước trong thế giới tự do. Là hiện bây giờ ở Hoa Kỳ thì Đảng Cộng Hòa đang nắm quyền, thì những người ở trong Đảng Dân Chủ họ đi ra ngoài, họ làm ở những think tank, họ làm ở những đại học lớn. Tôi đang nhờ người tìm hiểu có trong số những người trong Đảng Dân Chủ ở ngoài đó có những ai có thể giúp được mình. Tôi muốn tìm những người mà ra ngoài đó họ sẽ viết position paper, họ viết policy, rồi sau này khi họ trở lại chính quyền thì họ áp dụng những cái đó ra những đạo luật để mà họ hành xử trong khi cầm quyền. Tôi cũng muốn mấy người đó sẽ thấy rõ quyền lợi nước Mỹ hợp với quyền lợi của dân Việt Nam. Tôi sẽ mướn họ, tôi cũng expect khi mướn họ đó họ sẽ viết những position paper để giúp cho dân Việt Nam. Tôi sẽ cho những cái paper đó dịch ra để mà vừa có tiếng Mỹ vừa có tiếng Việt trên website của tôi. Rồi khi mà những người đó trở lại nắm chính quyền thì những người Đảng Cộng Hòa thì đi ra ngoài chính quyền, tôi cũng sẽ tìm những người trong Đảng Cộng Hòa ở ngoài tương tự như vậy. Tôi cũng sẽ mướn họ và họ sẽ viết những cái policy paper để giúp cho dân Việt Nam. Mình có thể lấy một thí dụ đó là chắc quý vị cũng biết là lúc tới xưa xứ Ba Lan có ông Walesa với cái phong trào Solidarity của ông đó, chính quyền Hoa Kỳ rất ủng hộ nó. Họ đã ra nhiều đạo luật để giúp cho phong trào đó, để giúp cho dân Ba Lan. Mình cũng sẽ làm tương tự như vậy. Và mình không phải chỉ giới hạn với là nước Hoa Kỳ, tôi cũng muốn làm như vậy ở Gia Na Đại, ở nước Pháp, nước Đức, nước Anh, nước Úc vân vân, để chúng ta có kết hợp nhiều nước trong thế giới tự do để làm việc đó. Đó là chỉ một hoạt động thôi. Chúng tôi cũng đang có nhiều hoạt động khác nữa. Xin tặng tất cả một cái bài thơ ngắn thôi. Đây thằng Long tích dòng bay bay họ Lý, bia danh hiền nét vàng kỷ chưa phai. Đây Trần Triều vượng khí tạo nhân tài, nguyên kết bia một đường cơm mương đạo, vì chưa thông hồn Thăng Long nhục nhã, nhưng chống đa mã ngàn vạn quân thanh, hoàn kiếm cười thay nhung bạo tan tành, Thăng Long sống nhạc nhược tuần nguyễn huệ. Nhưng mà cái phong trào Việt Hưng mình cũng phải là một cái đảng phái hay không, và chúng ta có nên
kết hợp những chuyện khác. Thí dụ như phong trào của đòi lại Việt Nam Cộng Hòa, vì chúng bây giờ cái bọn ngụy quyền cộng sản nó cũng muốn nói lại là cái chính Việt Nam Cộng Hòa có giá trị, tại vì chúng người bán cái miếng đất đó, cái ký công hàm đó là Phạm Nhân Đồng không có quyền cho một cái miếng đất không phải của mình. Đó là cái công pháp quốc tế bên họ đã đuối lý. Thành ra chúng ta ngoài tay theo trí tôi thì có những cái hoạt động như vậy, và trong nước chúng ta có cái gì nữa? Tại vì thế chúng ta chỉ có website mà chỉ vận động thế thôi thì chúng ta còn thời gian rất là lâu. Thì chúng ta có nên gây những cái mầm mống, những cá nhân về trong nước và ủng hộ những người chống đối nhân quyền, gây những mầm mống, những cái từng những chuyện nhỏ nhỏ lớn dần các tình phẩm. Thành ra không phải hoạt động đảng phái, nhưng chúng ta vô tình đã có những cái hoạt động quốc nội quốc ngoại thì nó mới liên kết thì mới mau, chứ không chúng ta chỉ lobby thì có lúc đảng lên lúc xe xuống, hay là lúc phong trào lên phong trào xuống, không hay là đôi khi xin lỗi chúng ta đã già rồi không sống lâu, chúng ta không có hậu duệ thì phong trào đó nó lại tắt ngúng. Thì chúng ta phải có những người trong nước có lòng, những người trẻ ngoài có lòng, tất cả chúng ta hướng về mục đích lấy lại quê hương Việt Nam. Tôi chỉ hết phong trào người thương không phải là một rắn phái. Tôi cũng không có định lập một chính phủ lưu vong. Bất cứ chính phủ lưu vong nào mà muốn tôi nhập với họ, tôi sẽ từ chối. Tôi không có tham vọng chính trị. Tôi chỉ mục đích tránh là giúp cho những người ở Việt Nam đuổi tàu cuốn nước. Hiện giờ tôi đã nhờ những người từ Việt Nam về, hoặc những người sắp sửa đi về Việt Nam, và những người đã ở Việt Nam, họ identify dùng cho tôi những nhóm nào và có tổ chức đàng hoàng, có chống đối hữu hiệu để tôi có thể hỗ trợ cho họ. Tôi cũng biết rằng lúc đầu mình có thể lầm, nhưng tôi sẵn sàng lầm và đi qua nhóm khác. Và tôi cũng biết rằng trong lịch sử Việt Nam có nhiều nhóm như nhóm của ông Nguyễn Thái Học, Di Cô Giang, cũng rất là những người nhiệt tình yêu nước nhưng bị biệt gian tố cáo với người Pháp, thành ra bị người Pháp xử tử. Tôi cũng sẽ chấp nhận những cái đó, nhưng mà tôi chắc chắn rằng cuối cùng sẽ có một vài nhóm chống đối rất hiệu quả, tổ chức chặt chẽ và sẽ thắng đuổi tàu ra nước. Và như Tí Cư nói, khi mà chúng ta đuổi tàu rồi đó thì cộng cũng đi luôn, ta đánh hai cộng sản cùng một lúc, ta không có đánh một đảng cộng sản, một tàu cộng mà không có đánh trong Việt Nam, ta đánh cùng một lúc. Và đảng cộng sản Việt Nam thì mình đã nói không còn được lòng dân nữa, thành ra họ sẽ cũng là tiêu luôn, chứ không có được, sẽ không được tồn tại nữa. Xin lỗi ông này, khi tại tôi nói đó là mình đuổi tàu đó, mình đánh tàu cộng và đánh Việt cộng cùng một lúc. Khi chúng ta đuổi được tàu cộng là cái đảng cộng sản Việt Nam cũng không tồn tại được, chúng cũng tiêu cùng một lúc luôn. Chúng nó là cá mẹ một lứa, thành ra cùng một đấu tranh, cùng một cú, chúng ta diệt cả hai. Thành ra trong dự định của tôi đó là tôi sẽ huấn luyện hai thế hệ kế. Tôi đã có được một vài cháu ở thế hệ thứ hai, và tôi đã có được một vài cháu ở thế hệ thứ ba, và tôi sẽ huấn luyện hai thế hệ đó để các cháu tiếp tục chính nghĩa của chúng ta sau khi tôi ra đi. Xin tiến sĩ, thì làm sao lobby với quốc hội của Việt Nam Cộng Hòa cũng như là Tổng thống Trump, rồi bao nhiêu kinh tế các đồng minh trên thế giới hết, đừng có xài đồ của nó nữa. Xin cảm ơn anh. Thứ nhất đó là phong trào Việt Hưng không có lobby, tại vì lobby nó có một cái khác. Nhưng mà phong trào Việt Hưng, tôi có mướn một luật sư để lập ra một foundation để giúp cho phong trào tại Việt Hưng. Tôi sẽ lo về tài chính về cái đó. Và cái luật sư của tôi đó nói không nên dùng chữ lobby, tại chữ lobby có nghĩa khác, nó phức tạp lắm. Nhưng mà ta cũng có thể làm tất cả những gì mà những người lobby làm, và không dùng chữ lobby. Thành ra trên cái website của Việt Hưng đó, tôi chỉ nói liaison là liên lạc với lập pháp, liaison là liên lạc với hành pháp của nước Mỹ, và tốt mình cũng sẽ làm như vậy ở mấy nước khác nữa.
cái vấn đề mà anh nêu ra chúng ta phải tẩy chay đồ sản phẩm của Tàu á, nhà tôi rất là đồng ý với anh về cái đó. Dạ thưa mấy anh mấy chị, especially về mấy chị, thì mình á thường thường là có cái tập là đi shopping. Thì khi mình shopping á thì most of the time mình không có cần, mình không cần thêm một cái áo, mình cũng không cần thêm một cái quần, mình cũng không cần thêm một đôi giày, mình cũng không cần thêm một đôi dép. Nhưng mà tại thì nó đẹp, mà tại thì nó rẻ, mình có tiền thì mình mua. Mà mỗi lần mà mình mua đó thì một đồng mình mua là một đồng giàu hơn cho thằng Tạo. Mà nó có thêm một đồng là nó dùng tiền đó nó làm những cái điều mà mình không muốn nó làm. Thành ra tôi cứ nói về anh Lân là phải nhận mạnh ở cái chỗ không phải chỉ mà mình không làm là mình nói được thêm 10 người không làm, 10 người nói được 100 người không làm, mình nói ra 1 triệu người không làm, 100 triệu người không làm, thì cũng giống như anh gì mời nói đó, nó cũng sẽ chết. Tại vì nó đánh mình trên kinh tế thì mình cũng làm lại trên kinh tế của nó. Đó. Dạ, em xin bổ túc cái chị Lâm. Đó, em không hiểu cùng việc phụ nữ với nhau là cùng một tư tưởng. Vai trò của em ở Moran đây, em cũng cùng một cái hành động giống như chị Lâm. Không phải đợi cho tới ngày nay mà 10 năm về trước. Không phải cho chúng ta, mà chúng ta nói cho cái người láng giềng của chúng ta, tất nhiên là người Montreal, người Quebec, chúng em là biết được. Mỗi lần mà đi shopping, khi mà đứng xếp hàng để mà trả tiền, những người bạn mà mình không quen biết, nhưng mà tại vì đứng chờ chung với mình, họ nói lên những cái về Việt Nam tốt và này kia, thì em đều nói lên với tinh thần tốt như thế nào và không tốt như thế nào, và hàng hóa của Tàu Cộng như thế nào. Đó là cái mà em kể cả em mua, mặc dù em thấy đó là made in China, em mua về rồi em trả lời em trả. Đó là chủ yếu của em. Mình trả, người ta hỏi tại sao mình trả, thì mình nói là tại vì made in China, tôi không tin tưởng, tôi trả lời. Thì nếu một người làm, 100 người làm, 1 triệu người làm, thì hàng hóa nó tự động trở về nước Tàu. Đó là mỗi năm người Việt Kiều gửi về Việt Nam 10 đến 12 tỷ đô la. Chị sĩ có cái kế hoạch gì mà để chặn hoàn toàn, minimize không còn cái đồng xu nào cho nó? Tôi có nhiều hoạt động lắm, nhưng mà tôi cũng biết có nhiều tổ chức làm những việc khác nhau. Có tổ chức làm những việc như là anh vừa nói, nếu mà tôi thấy những tổ chức nào làm được cái hữu hiệu cái việc họ đang làm đó, tôi chỉ sẽ ủng hộ họ thôi, chứ tôi không có làm lại giống như họ, để tôi để từ giờ tôi làm những cái khác hơn. Chẳng hạn như là có những tổ chức giúp cho nạn nhân cộng sản ở Việt Nam, cái đó nó có thể đi ngược lại cái mới nói, tại vì mình giúp cho đó là phải gửi tiền về cho họ. Nhưng mà mình thấy họ đau khổ, họ đàn áp quá, mình không có thể nít nở nào làm ngơ được. Thành ra cái tránh đó là mình phải ba lần sai cái, làm sao mình có thể làm cái này và làm cái kia nữa. Nếu trong trường hợp mà chúng ta có thể nào có một chiến lược làm cũng như là một lần để cho tất cả Cộng sản Việt Nam và Tàu đó không còn là ở Việt Nam. Thực ra cái chữ mà tôi muốn đề nghị đó là chống cộng sản kèm theo cái đuổi Tàu. Xin anh nghĩ có nên để vào cái chương trình của phong trào Việt Hưng không? Như tôi đã thưa với quý vị đó là Tàu Cộng nó đã nắm chặt Việt Cộng trong tay rồi, chỉ những nhóm người đấu tranh Việt Nam mới có thể đuổi được Tàu. Và khi họ đuổi Tàu đó, là rằng Cộng sản Việt Nam, chính phủ Việt Nam, Cộng sản Việt Nam cũng sẽ tiêu luôn. Như tôi đã xưa với quý vị, con dân là cộng tất cả. Cộng sản Việt Nam đã mất hết lòng dân, chúng nó sẽ không tồn tại được. Thành ra, mình đánh cùng một lúc cả hai cái, chứ mình không đánh Việt Cộng trước,
phong trào cộng sao, mình đánh cả hai cùng một lúc. Và đi tôi đã thưa cùng với quý vị đó, thì bây giờ tôi đã nhờ người identify những nhóm ở Việt Nam để mình hỗ trợ họ, và mình hỗ trợ họ rất là nhiều cách chứ không phải chỉ một cách. Cái cuộc chiến đấu này có đa dạng, đa dạng. Con muốn giúp lời cho tiến sĩ là tiến sĩ có ý là muốn đánh tàu trước, vì đảng cộng sản họ dựa vào tàu, kinh tế tàu để mà sống, dựa vào tàu để trả nợ. Thì nếu mà đảng cộng sản mình đánh tàu trước thì tàu không có thể giúp được đảng cộng sản, thì đảng cộng sản phải kiếm một đồng minh mới có thể giúp chỉ là Mỹ thôi. Nếu mà theo Mỹ sẽ mất đảng cộng sản, cho nên chúng nó không dám theo Mỹ. Nhưng mà nếu mình ép nó vào đường cùng, nếu không có tàu thì Mỹ không có con đường. Nếu mà tàu Việt Nam, đảng cộng sản Việt Nam sẽ không con đường nào mà chọn nữa, thì phải theo Mỹ. Thì lúc đó nhân quyền và tất cả những cái điều kiện kia chúng ta sẽ được đáp ứng. Bởi vậy thì cái chương trình của tiến sĩ cũng có thể thành công. Chúng tôi xin cảm ơn tất cả quý vị, quý bác đến hôm nay để nghe giáo sư tiến sĩ Hùng Gia Long nói chuyện về nội tạng của nước. Những ý kiến của quý vị phát biểu rất là cái giá trị đối với phong trào, cho nên chúng tôi sẽ ngày đó suy nghĩ tiếp tục. Xin cảm ơn rất nhiều. Dạ, thưa tất cả quý đồng hương, chúng ta đây là con cháu đặc biệt. Thì cái bộ phận của chúng ta đó là tình trạng của đất nước Việt Nam như thế nào thì chúng ta đều biết hết. Dân cộng như thế nào thì chúng ta đã làm. Dân cộng là biên cộng và tàu cộng, chữ Việt đó là chữ Việt thôi. Còn cái chữ cộng đó là hai cái nước nó đang làm cho đất nước chúng ta điên đảo. Thì qua sự trình bày của tiến sĩ Nguyễn Võ Lâm, anh không Phật nói không, khả năng, tài năng anh đã ưu tư, như anh đã thưa là tuổi không còn bao lâu mà trước khi rời khỏi thế giới này thì theo ông bà thì để lại gì cho con cháu, nếu mà dân tộc làm việc còn lầm than. Cái sự nối tiếp anh đã chuẩn bị cho thế hệ nối tiếp. Trong cái ngày hôm nay chúng ta thấy anh chủ tịch của New York, anh Tấn, anh đã đưa ra một cái câu: người Việt hải ngoại chúng ta làm cái gì? Đoàn kết, đó là quan trọng nhất. Để mà Việt cộng, Tàu cộng hay là Việt cộng, cái chữ đoàn kết là quan trọng nhất cho chúng ta, để yểm trợ cho đất nước, những đồng bào chúng ta ở tại quê nhà có sức mạnh để mà đứng lên làm công việc giữ đất nước. Tôi xin giới thiệu với quý vị một giọng ngâm rất là đặc biệt của Montreal. Chị Dung là một người hoạt động cộng đồng và cũng là một người mạnh thường quân rất quan trọng của cộng đồng. Và ngày hôm nay chị Dung sẽ ngâm bài thơ Lời Thiếu Phụ. Tâm con nức nở muôn tơ, nhà đi chưa hết sầu còn nơi đây. Sầu vì nỗi nước non khói lửa, sao người còn chia rẽ oán thù nhau. Sầu vì kẻ độc tài lãnh đạo quá bạo tàn. Đất nước mình khổ quá phải không anh? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
thay mặt cho ban tổ chức, chúng tôi xin cảm ơn sự có mặt của quý vị để hỗ trợ cho công cuộc nói chuyện ngày hôm nay. Chúng tôi xin cảm ơn anh Trương Công Hiếu, anh Nguyễn Bảo Long đã bỏ bao nhiêu công sức để đến đây để truyền đạt một cái thông điệp là chúng ta phải đấu tranh cho đất nước. Xin cảm ơn tất cả các anh chị nghệ sĩ đã giúp cho các chương trình hôm nay nó được xúc tích và dồi dào về mặt văn nghệ. Cũng như xin cảm ơn tất cả các anh chị em thiện nguyện viên đã giúp cho cái buổi sinh hoạt hôm nay rất là tốt. Đồng thời cảm ơn anh Nguyễn Văn Tánh cũng như chị Tina đã giúp cho cái buổi sinh hoạt này nó được thêm phần sinh động. Xin cảm ơn tất cả quý vị.